Chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi vô mấy miếng ruộng nè cả nhà. Thì gần cái con nhà quan qua nè cả nhà. Gần đây nè. Thì hôm nay đó mình vô đây mình đi theo mấy cái mương này nè cả nhà. Theo mấy cái mương này mình bắt cá vòng vòng đây, các đầu mình lên mình nướng ăn tại chỗ luôn cả nhà ơi. Mà chắc nghĩ là vòng vòng đây chắc có cá nhỏ thôi chứ không có cá bự nữa. Thì có gì đó mình bắt mình làm ăn nấy nha cả nhà. Thì rồi cũng mời cả nhà đó theo dõi nha. Thì cũng chúc cả nhà đó ngày mới vui vẻ nha cả nhà. Thì nếu mà cả nhà thấy có yêu thích kênh của mình đó thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Thì do tình hình dịch bệnh đó thì không có đi quay đâu hết trơn cả nhà. Thì bây giờ đó mình đi vòng vòng đây mình bắt mấy con cá này nè. Mình đi quay trải nghiệm đây, vòng vòng mấy cái ở đây dân dã ở đây bắt cá ở đây để nướng ăn luôn. Rồi mời cả nhà theo dõi nha. Nè, mấy cái vòng vòng đây cũng nè cả nhà. Thì đây có cá mương nè cả nhà. Mình mới coi vòng vòng đó chắc có cá nè cả nhà. Thấy nó có ụt nè. Thì thôi mình để cái máy quay đây, các đầu mình xuống mình mò cá nha. Thì để cái máy quay nó hơi xa đó, nhiều khi nói chuyện không nghe đó, thì cả nhà cũng thông cảm nha. Để đặt hai máy quay đây nè. Mình đặt ở đây tại chỗ nha cả nhà, không có đem theo được tại sợ gớt nước đó. Vì cái mình mò cá thử rồi có không chứ lên mình nướng mình ăn như thế nào. Mình quay vòng vòng lá về chắc có cá. Thank you.
của bà không còn cả nhà.
nha. Con lũ phi. Ủa hai ba con bự luôn mà ta. Mình chổi lên hai ba con bự luôn mà ta. Mày đi kia cái nha. Mình nhớ chơi hai ba cái rô bự mà. Chắc lắp xuống quá. Mình mò nãy giờ được mấy con cả nhà? Được này. 2 4 6 7 con. 7 con. 5 cá rô với 1 con cá chàng với 1 con rô phi. Để cái nè coi mình mấy mình nè. Thì nãy giờ mò ở dưới này nè cả nhà. Ở ngoài này thì không có cá. Để mình đi đi qua bên kia. Mình lụm được cái túi cái này. Nãy mò được mấy con cá rô cây. Bỏ cây trên này nó lóc đi chưa? Cá rô hay quá, lóc đi chưa? Mình bắt được mấy con này cả nhà. Đó. 7 con. Dính cho. Thì mình rửa rồi. Giờ mình nướng chui nữa luôn. Nè. Cái chèn này ở trong mương nữa đâu có cái chèn. Đừng con rô phi. Mình mới ấy được mớ củi nè. Thì đi vòng vòng chỉ có chỗ này. Đằng kia thì có cây người ta trồng đó thôi, mình không có lợi đó, mình nướng sợ chết cây người ta. Chỉ có chỗ này ngồi ở đây có cái thanh dĩ để người ta qua chở vào cái cộ lúa nè cả nhà. Mình ngồi ở đây cho mát luôn. Thì mé đây lúa. Thôi mời cả nhà theo dõi nha. Để mình xỏ miếng cá. Mình xỏ miếng cá cái này. Để chui nhé. Cái này cái lụa đồng nha, mà nó mập lắm cả nhà. Mình không có đem muối gì theo chứ. Mình không có chuẩn bị gì đấy. Chỉ có cái hộp quẹt thôi. Còn cái túi này hồi nãy nè. Lụm. Mò mấy được mấy con cá rô hồi nãy được mấy con bự bự á, thấy bờ cả nha. Nó lóc gì chưa? Cái rô này nó hay lắm, lóc gì chưa? Còn cá chàng này mình thả đi cả nè. Thả đi, biết sống không? Cái này là mình nướng mỏi nó luôn nha cả nhà.
Cái này là mình nói nướng mỏi chứ thật ra là nướng chui. Cả nhà thấy cái lúa không? Lúa này ngon. Thì lúa này cũng được khoảng tháng rồi cả nhà. Cũng khoảng tháng. Lúa này cũng gần chỗ rồi. Này ta bắt nước vô là ta ghé phân là chỗ. Rồi cái bẹo trắng này cả nhà biết gì không? Tại vì hiện tại là thì mấy con cá này chín rồi nè cả nhà ơi. Nhưng mà để mình cạo nha, để mình cạo rồi mới ăn. Để nó khét nó hồi lắm. Con này bự nhất nè cả nhà, cá rô phi. Mình gom ba cái này mình giục để thầy. Nhiều khi mình đi về á cả nhà, cái bắt đầu ở trong này nó cháy hình chừng là chết luôn đó. Thì đây thành quả của mình nè cả nhà. Đó. Thì ăn cái kiểu này thì có lẽ thì các bạn không có nào giờ chưa có ăn. Nhưng mà cũng có thể là các bạn không dám ăn. Nhưng mà vùng quê của chúng mình thì thường ăn mấy món này. Bà con nhiều khi á cả nhà, bà con mà đi ra ruộng nữa cả nhà thì không có gì ăn á, thì cũng phải đi bắt cá gì đó cả nhà ơi.
Thì mình mời cả nhà đó dùng cùng mình nha. Thì cái này mình này ăn bốc luôn nha cả nhà, chứ đâu có đem đũa gì đâu thôi mà. Không có đem muối gì hết trơn á. Cái này á mình ăn á mình sợ thì mình lột cái da ra nè. Mình lột cái da nó ra mình bỏ. Cái kỳ xương này nè, mình bỏ luôn. Nhưng mà ăn nó thịt nó ngọt lắm nha cả nhà. Ồ có trứng luôn nè. Có trứng luôn nè cả nhà. Rồi mình mời cả nhà ăn với mình nha. Cái thịt nó ngọt lắm cả nhà ơi. Ngon lắm. Cái trứng nè, mình ăn cái trứng nha. Mấy cái nào đen á mình không ăn thì mình bỏ. Chứ không phải là mình nướng gì hết cả nhà. Chứ không phải mình nướng vậy là mình ăn luôn cái đen. Cái đen nó ăn sợ bệnh lắm. Cái gan cá ruột phi vẫn ngon lắm. Thì bữa nay mình không có chuẩn bị được cái gì hết á cả nhà, không có đem mắm muối gì theo hết trơn. Này đúng là ăn kiểu dân giả luôn á cả nhà. Thì nếu mà cả nhà đó muốn mình làm mấy cái sinh tồn mới thì cả nhà comment xuống dưới đi, mình đi làm sinh tồn nha cả nhà. Rất là ngọt luôn á, rất là ngọt, rất là ngon. Nhưng mà mùa này cá có trứng hay gì cả nhà ơi. Nè con này cũng có trứng nữa nè. Nè cả nhà, thì ăn kiểu này á thì có thể các bạn nói là không vệ sinh thì đúng thôi. Thì mình đi sinh tồn ngoài đồng ngoài ruộng mà đâu có đi đem cái gì theo phải không. Hôm nay đó mình chẳng hạn như cái này ăn cái muối ớt cái ngon lắm á, nhưng mà mình cũng không đem theo luôn, không đem theo. Chỉ có là chỉ có đem cái hột quẹt theo, không có cái hụt quạt là gọi luôn cả nhà. Cái cá này cả nhà, tuy rằng nó đen nó xấu thiệt nhưng mà nó nướng kiểu này nó ngọt lắm nha. Mới 2 con. Cái này nó còn cách nè, mình banh trứng giữa này ra làm nó tét nguyên cái miếng thịt ra đây rồi mình cạp nắng rồi thôi. Mình nói với các bạn luôn, nướng kiểu này nếu mà ăn thịt con cá nó không ngọt á, mình chịu cái gì cũng chịu với các bạn hết. Mình ăn 3 con rồi, như con nào cũng có trứng chứ cả nhà. Để coi con này thứ có trứng không nha. Có trứng luôn nè cả nhà. Vậy là cái mùa này tới cái mùa cá nó sinh sản á, cho nên nó là có trứng hết à. Nè.
nhưng mà mình nướng nó vừa tới á, cả nhà lột cái da nó ra dễ lắm nè, thấy không nè, nướng da nè, nướng thịt nè là nó trắng theo giờ cái trứng nè cả nhà, đã không, quá đã luôn cả nhà ơi. Cái thịt nó rất là ngọt. Cái gục phi cuối cùng nghe cả nhà. Hồi nãy mình mò được mấy con cá rô bự lên. Cái dục lên mấy ruộng á. Quen hỏi lóc đã hết trơn 2-3 con cá rô bự. Ngày đầu mình chạy lên mình kiếm cái bọc sao được cái tấm cước, cái miếng cái bọc cước của ai bỏ. Rồi mình lượm. Ồ coi nè, đá cả nhà. Cái này mình kiếm cái cây mình thử. Cái này con cá này thịt hơi nhiều. Mình bóc thì ngấy quá. Cá kia bóc được. Mà nướng hình như nướng chui kiểu này á cả nhà, hình như ăn thịt con cá nào cũng ngọt hết. Ngọt dữ lắm luôn á. Còn cá rô phi á, lột ra nó dễ lột cái da hơn, cái dãy á. Còn cá rô đồng mình á, lột nó dính lại, nướng nó khô quá, dính lại. Nè, mình lột ra thịt trắng phao à. Các bạn nào có muốn giao lưu đó thì các bạn comment xuống cái mấy dưới á cả nhà, thì có gì để số điện thoại đó, thì còn không đó mình để số điện thoại chứ các bạn cứ alo cho mình ha, là muốn đi giao lưu với mình thì đi sang cái gì đó, đi sinh tồn gì đó cả nhà, thì cứ alo mình đi rồi mình cho địa chỉ cái lên cái mấy anh em mình đi săn bắt đi sinh tồn bữa. Ở đây có ếch nên là tại có mình đi không được ếch rồi lương nữa, nãy mình tính đi bắt lương nữa, nhưng mà cái cả nhà biết sao không? Cỡ gầy lúa nè, người ta mới xả nước vô à, cho nên là không có lương, không thấy lương. Khi nào mà người ta xả nước ra nước cạn á, cái đầu lương nó làm cái mà lên mình bắt nó mới được, còn mà xả nước vô rồi đó là bó tay đó. Rồi hôm nay sao không? Nên có cái ao đó xả ra được cạn cạn đó, mình phóng xuống mình mò thì cũng được 6-7 con gì đó lên đó mình nướng ăn đó. Cái đầu cái rô phi này béo lắm nha cả nhà. Chú người ta đi ruộng á, người ta đạp dính xương à, mình đang phải dẹp cả nhà ấy. Để mình bài để chú
Đây mình bỏ vô cái góc gáo rồi. Em đi sinh tồn quá cả nhà. Thường thường á, người ta còn đem nước rồi đem muối rồi theo chấm nước uống nữa. Còn mình hôm nay á, là đi không có gì trên cả nhà. Đi hôm nay không có đem muối gì theo chấm luôn. Chỉ có cái hột quẹt. Không đem nước theo uống luôn cả nhà. Rồi bây giờ ăn rồi giờ không có nước uống luôn. Thì tới đây á, mình kết thúc video tại đây cả nhà ơi. Nếu mà cả nhà có thấy hay á thì cả nhà đó cho mình xin một like nha cả nhà đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Còn nếu mà trong quá trình mà mình làm video á thì có gì mà sơ sót á cả nhà thì cũng mong cả nhà thông cảm, rồi cả nhà cứ bình luận xuống dưới đi, có gì mà sơ sót đó cả nhà cứ góp ý giùm mình sẽ chỉnh sửa lên nha cả nhà. Thì những lời mà góp ý của cả nhà đó mình rất là mong, rất là muốn luôn á cả nhà, để mình điều chỉnh lại cái video mình cho nó phù hợp.